Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Ngọc Sa Ban. Sau đây thì mình làm cái video hướng dẫn sử dụng máy hút ẩm Balasonic có mã là FI161CH. Dòng này thì chạy điện 220, dòng Nhật xuất các bạn nhé. Trên này sẽ là cái bàn phím bằng hiển thị bằng tiếng Anh này. Đấy. Mình quay tổng thể cũng như xung quanh cho các bạn xem. Đây. Còn dưới này là cái khay đựng nước các bạn nhé. Mình lấy hai tay như này. Đấy, tay như này ra, khi mà nước đầy nó sẽ vào đây, nó sẽ báo. Đây là khay đựng nước của nó. Dòng này là dòng 16 lít này. Đây, tắt bật đây, bằng tiếng Anh hết này, tắt bật này. Đấy, thường thường máy mình sẽ để chế độ auto để cho máy tự động làm việc, nó sẽ tốt hơn. Dù mình muốn chuyển chế độ liên tục chẳng hạn, mình chuyển chế độ liên tục chẳng thì nhấn vào đây, mình chuyển liên tục lên chế độ liên tục, đây sang chế độ liên tục. Còn để chế độ auto để máy cho làm việc. Đây là chế độ hút ẩm các bạn nhá. Đấy. Còn mình xuống sấy quần áo chẳng hạn thì mình ấn như này. Đấy, chữ dirty này là sấy quần áo. Đấy. Sấy quần áo trong 3 giờ sau nó sẽ tắt. Thì mình sấy quần áo thì mình để trong phòng càng hẹp càng tốt nhá, thì nó sẽ nhanh hơn. Còn để phòng rộng thì nó sấy lâu mà nó sẽ bị tắt nhiệt ấy. Đấy. Còn đây nút này, nút hẹn giờ này. Nút hẹn giờ này. Nó hẹn giờ các bạn nhé. Đấy, nó hẹn giờ sau khoảng mấy giờ mình tắt đấy. Ví dụ là hẹn giờ từ 1 đến 8 tiếng, 9 tiếng này. Từ 1 đến 9 tiếng nó sẽ tắt. Còn đây là nút về nhiệt độ thấp. Còn thường thường mình mua máy hút ẩm thì chủ yếu mình sử dụng cái chế độ hút ẩm và chế độ sấy quần áo. Thì các bạn lưu ý chỉ cần nhớ cho mình giúp mình hai cái này thôi. Đây là chế độ sấy quần áo, đây là chế độ hút ẩm. Chế độ hút ẩm thì mình để chế độ auto để máy nó tự động hút. Hút xong khi mà đầy thì nó sẽ báo có tiếng kêu tít và nó sẽ không hút nữa. Nó bắt mình phải đi đổ nước đi thì nó mới vẫn tiếp tục hút được. Đấy. Máy còn hình thức còn rất là mới. Ngoài dòng hút ẩm Balasonic thì nhà mình còn có dòng hút ẩm của Mead hoặc là Latiola, Mead chân voi. Nếu mà bạn nào có nhu cầu về máy hút ẩm thì hãy liên hệ lại với bên mình thông qua số điện thoại 0974945555. Số điện thoại này thì có liên kết với cả Zalo và Facebook. Các bạn nếu mà ngày gọi điện thì có thể inbox qua Zalo, Facebook thì mình có thể check các bạn, check tin nhắn của các bạn một cách sớm nhất. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Mình chào các bạn.